Dạ vâng, xin chào anh chị cô chú nhà đầu tư. Hôm nay Thịnh sẽ tiếp tục review và giới thiệu cho anh chị cô chú một lô đất tại thành phố Nha Trang nha mọi người. Và hiện tại Thịnh đang đứng trên đường nhựa 13m. Và đối diện mình đây chính là lô đất mà Thịnh sẽ giới thiệu cho mọi người. Đó thì đất mình là với bờ ngang là 5m rưỡi nha mọi người. Đó, nằm gần ngay ngã tư. Và là khu vực có khá là nhiều căn hộ đúng không ạ? Ở đây vừa có căn hộ đây, vừa có khách sạn. Và nằm ngay ngã tư của hai đường nhựa 13m. Và từ vị trí này mình ra tới biển chỉ tầm khoảng là 650m nha mọi người. Đó, và pháp lý chuẩn chỉnh toàn bộ đất ở đô thị. Cũng như là có hướng là hướng nam. Tức là lưng của nó mọi người, lưng của nó sẽ tựa vào núi này. Tại mình có một cái núi là bao tròn ở khu vực này. Đó, thì hướng của mình đó, sẽ lưng là dường như là tựa vào núi. Nếu mình xây cao tầng lên thì lưng tựa núi và view của mình là sẽ là view biển. Thì tí nữa Thịnh sẽ qua phía đó, Thịnh đứng, Thịnh quay cho mọi người thấy được biển nha mọi người. Tại vì phía đó nó có tòa nhà thì mình thấy được là biển như thế nào. Đó, thì với bờ ngang 5m rưỡi là một bờ ngang lý tưởng để mình có thể là xây nhà đúng không ạ? Đó, đây, chúng ta nhìn sơ qua khu vực này mọi người. Đó, ở đây thì rất là được nhiều nhà đầu tư yêu ái vì pháp lý rất là chuẩn. Toàn bộ đất ở đô thị và là đất tái định cư nha mọi người. Nhà nước đền bù và cấp cho dân. Đó, đây. Một đường thẳng mình đây, một đường thẳng này mình sẽ đi ra biển. Cho nên mình có thể đi bộ ra biển để tắm biển được. Vì khoảng cách chỉ tầm khoảng là 650 đến 700 mét thôi. Tí nữa Thịnh cho mọi người xem sổ hồng và cái định vị trên Google Maps nha. Dạ vâng, và trước khi mà chúng ta chạy xe một vòng cũng như là xem các thông tin chi tiết về lô đất này, thì mọi người hãy giúp Thịnh là nhấn một like nha mọi người. Nhấn một like để ủng hộ Thịnh, để Thịnh có động lực đi tìm những sản phẩm mới review cho mọi người xem mỗi ngày. Cũng như là YouTube nó hiểu rằng là video của Thịnh là được nhiều người thích đó, và sẽ đề xuất cho nhiều người xem hơn nha. Cảm ơn mọi người. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi xem chi tiết. Đây, đường này đường 13m. Tất cả những đường này đều thông nhau, đều ra được đường Phạm Văn Đồng và đường biển nha mọi người. Đây, hiện trạng của đất này đây. Đó, thì đất mình tại vì chắc là mình không dùng cho nên là họ có đổ một ít đất gọi là cát vữa đây đúng không ạ? Đó. Nhưng mà mọi người yên tâm, ở đây thì về đất đai thì sạch nha mọi người. Tại vì nó là đất tái định cư mà. Đó, thì mọi người nhìn theo camera Thịnh là mọi người thấy là trước kia chính là hai tòa nhà đúng không ạ? Hai tòa nhà cao tầng. Thì đó chính là mặt biển của thành phố Nha Trang nha mọi người. Đó, hai tòa nhà cao tầng đó chính là mặt biển của thành phố Nha Trang. Và mình ra tới mặt biển đó chỉ tầm khoảng là 650m thôi. Đó. Và trước hai tòa nhà đó là quy hoạch là phố đi bộ và chợ đêm thì nằm ở góc này. Nhưng mà mình cách cho hai cái dự án quy hoạch đó tầm khoảng là 650m thôi. Và mình ra tới bến du thuyền cũng như là thành phố ánh sáng VKCity thì tầm khoảng là một cây số là ra bến du thuyền và hai cây số là ra VKCity nha mọi người. Các siêu dự án, các căn biệt thự dinh thự đúng không ạ? Đây. Đó, khu vực dân cư hiện hữu rồi. Đường, tất cả đường đây đều là đường thông, đều là đường nhựa. Hoặc là đường nhỏ nhất là đường bê tông 5m nha mọi người. Còn đa phần là đường 10m, 13m và 16m và 20m. Đó, còn bên này là quần thể núi Cô Tiên mọi người. Quần thể núi Cô Tiên. Đó. Ok, thì tại vì nó là đất nên cũng không có quá nhiều thông tin để mà mình nói đúng không ạ? Thành cho mọi người biết là thứ nhất là nó hướng nam, thứ hai nó là ngang 5m rưỡi và chiều sâu nó là 13m. Và toàn bộ đất ở đô thị. Và đây nè mọi người, đây chính là sổ hồng của nó nha mọi người. Thì sổ hồng của nó mọi người thấy là rất vuông vắn này. Phía trước 5m rưỡi và phía sau là 5m rưỡi. Và đường đây là đường Bùi Huy Bích, rộng 13m. Và hướng của nó sẽ là hướng nam nha mọi người. Đó, nó là hướng nam. Đó, và đây mọi người thấy rất rõ là nó ghi là mình là, tại vì mình là đất tái định cư cho nên là có số lô, đó, số ô và số tờ, số thửa đàng hoàng. Đó, thuộc là mặt bằng quy hoạch phân lô Đông Mương của đường Đệ thuộc phường Vĩnh Hòa, ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Và diện tích của nó là 71,5m2 nha mọi người. Đó, và hình thức sử dụng là sử dụng riêng và toàn bộ là đất ở đô thị, sử dụng lâu dài nha mọi người. Đó, một con đất rất đẹp, rất vuông vắn đúng không ạ? Trước sâu, năm sâu và nằm kế một căn góc đúng không ạ? Đó, thì hai căn góc bên kia thì họ đã xây khách sạn và một căn kiểu như là căn hộ rồi đúng không ạ? Đó, thì còn lại chỉ là căn góc này thì họ đã xây rồi, chỉ còn trống là căn góc này thôi. Đó, khu vực này dân cư hiện hữu hết rồi, mọi người thấy là xung quanh là dân cư khá là đông. Đó, dân cư rất đông đúng không ạ? Đây, tất cả đường này đều thông nha. Thì khi mà với một lượng dân số thế này, dân cư thế này thì tiện ích không thiếu gì nha mọi người. Đó, mình cách trường học hay là chợ chỉ trong bán kính là 500m thôi. Đó, ra biển thì mình đi bộ được vì với khoảng cách là 650m.
Thì bây giờ Thịnh sẽ cho mọi người xem hướng nè mọi người. Đây, cái hướng của nó sẽ là hướng nam nha mọi người. Đây, đó, hướng nam. Mọi người thấy không, nó hướng nam. Và cái thứ hai nữa là cái vị trí. Thì đây Thịnh đang dùng là cái chức năng là đo khoảng cách của app. Đây là app Google Maps nha mọi người. Đó, thì từ vị trí chấm xanh là vị trí Thịnh đang đứng. Đó, thì lưng của nó sẽ tựa vào quần thờ núi nha mọi người. Đây là quần thờ núi Cô Tiên. Và từ vị trí này Thịnh đang đo khoảng cách ra tới bãi tắm thì tầm khoảng 650m nha mọi người. Đó, ra tới chỗ đường đường biển. Đó, và đây chính là bến du thuyền nha mọi người. Đây là bến du thuyền nằm trên đường Phạm Văn Đồng này. Đó, bến du thuyền này thì mình ra tầm khoảng 1 cây số này. Còn mình ra tới luôn cái thành phố ánh sáng. Khu này thì khu các khu resort, các khu resort đúng không ạ? Còn đây chỗ này chính là cái dự án Vega City. Đó, thì chỗ này mọi người thấy là mình sẽ đi tầm khoảng là 2,5 cây số làm ra tới dự án những cái biệt thự và những cái dinh thự mà họ bán lên đến hàng chục tỷ đúng không ạ? Và hàng trăm tỷ, thậm chí là hàng trăm tỷ. Đó. Đây là khu chính là khu thuộc phường Vĩnh Hòa và là tái định cư Hòn Sợn của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đó. Ok, vì với khoảng cách là 650m hoặc là 600m này thì mình đi bộ rất là tiện, vì tất cả những đường ở đây đều là đường thông, đường lớn. Đó. Thì tí nữa Thịnh sẽ chạy xe một vòng để dẫn mọi người đi tham khảo khu vực nha. Tại vì đất thì cũng không có quá nhiều điều để nói đúng không ạ? Đó, thì hiện trạng đất này đây. Thì nhiều người rất là e ngại khi có cây thế này này, có đất đồi cao này, mình có sợ là có cái gì khúc mắc trong này hay không, có mồ mả hay không nha mọi người. Nhưng mà Thịnh đã hỏi hàng xóm, thứ nhất là không có, cái thứ hai nữa thì cái lý lịch của khu này nó khá là chuẩn, vì nó là đất tái định cư mà ở nhà nước họ khai thác và họ đền bù cho dân, cấp cho dân, không thể có những cái gọi là vớ vẩn như vậy được đúng không ạ? Nhưng mà Thịnh cũng nói luôn, cũng nhắc cho mọi người, cũng như nói cho mọi người để mọi người hiểu. Tại vì khi mà mình không có ở đây, mình để đất trống thế này thì nhiều nhà ví dụ họ đang xây dựng không ơi, ở những thầu xây dựng hoặc những thợ họ xây nhà thì đây thấy không, họ hay để mà gọi là họ kiểu họ lười biếng thì họ hay là đổ đất trộm đó, đổ những cái xà bằng, đổ những cái đất trộm vào trên đất của mình để họ khỏi phải chở đi xa mọi người ạ. Đó, thì mọi người hiểu vấn đề này đúng không ạ? Ok, chúng ta nằm dừng lại một vòng khu vực xung quanh. Đó, đây chỗ này còn 3-4 lô đất trống này. Đó, tổng cộng là 3-4 lô trống cho nên họ bị đổ xà bằng khá là nhiều. Đó. Ok, hôm nay trời cũng khá là mù, không đẹp lắm. Đó, nhưng mà Thịnh cũng tranh thủ đi quay cho mọi người. Đó, để mọi người tham khảo nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chạy xe một vòng đi ra tới biển luôn, để mọi người nắm được khu vực và nắm được khoảng cách nha. Đó, một cách tổng quan nhất có thể. Dạ vâng, và bây giờ Thịnh sẽ từ lô đất cho mọi người. Thịnh chạy xe một vòng để mọi người tham khảo cái cơ sở hạ tầng cũng như là cái tổng quan như dân cư hoặc đường xá nha mọi người. Đó, dân cư ở đây thì Thịnh thấy cũng tương đối đông rồi đấy, bắt đầu họ xây dựng rất là nhiều cũng như là làm lại hệ thống họ nâng cấp này. Đây, nhà họ đang xây dựng khá là nhiều đây. Mình ra tới biển chắc tầm khoảng nếu mà đi xe máy thì 30 giây thôi mọi người, 30 giây đến 1 phút thôi. Còn mình đi xe đi bộ thì mới xa. Đây mọi người thấy không? Ra tới đây là mình thấy rất là nhiều những căn nhà từ 2 đến 3 tầng, những quán xá đúng không ạ? Những quán ăn. Đó, xe buýt hoặc là Vinmart này. Tiệm thuốc tây ở Vinmart. Và bên kia thì có rất là nhiều những căn hộ hoặc những khách sạn. Đó, thì đây là đường Lý Tổ, là đường nhựa 20m nha mọi người. Đây, đa phần đây đều là đường lớn hết. Đó, xe buýt vào tận nơi. Xe buýt là họ đi vào tận nơi luôn. Đó. Rồi, ok, thì mình sẽ chạy tiếp một vòng nữa nha. Mình đi ra tới biển thì tầm khoảng là 650m. Cho nên mình đi bộ được luôn á. Đây, mình tới đường này á thì mình rẽ trái rẽ phải đều ra biển được. Nhưng mà để Thịnh rẽ trái nha. Đó. Đây, Thịnh rẽ trái. Thì khu này thì ra tới đường Phạm Văn Đồng này. Ra đường Phạm Văn Đồng và ra tới hai tòa nhà cao tầng kia. Nói chung là chỉ cần hai tòa nhà cao tầng mà hoàn thiện thì lượng dân cư sẽ rất đông. Thì khi mà họ bắt đầu kinh doanh buôn bán sẽ nhiều hơn nữa. Và nhu cầu mua đất hay đầu tư đất ở đây sẽ càng nhiều thì giá trị càng tăng đúng không ạ? Đó, thì ở đây Thịnh đánh giá là khu vực yên tĩnh, mát mẻ và đường xá quy hoạch rất đẹp, rộng rãi, thoáng mát. Đó, đây trước mặt mình chính là đường Phạm Văn Đồng rồi. Thì mình đi một đường thẳng này thôi thì mình sẽ vào lại trung tâm thành phố.
Chúng ta sẽ cùng nhau đi dạo một vòng nha mọi người. Mình đang chạy xe, gió nó sẽ hơi ồn một tí, mọi người thông cảm nha. Tại vì hôm nay cái mic thu của Thịnh nó bị hết pin. Mọi video mà Thịnh quay á thì đều chân thật nha mọi người. Thịnh cố gắng là làm sao mà hệ thống thông tin nhất để mọi người ở nhà cũng có thể xem được, nắm được cụ thể. Với cái mức giá mà 3.4 tỷ cho 71.5 m², toàn bộ đất ở đô thị, mà đặc biệt là nằm trên đường nhựa 13 m với bờ ngang 5 m², và dường như là hướng nam là một hướng khá đẹp, cũng như là không có một cái điểm yếu gì nha mọi người cứ cân đối cái giá nữa là thôi. Còn tại vì á thì đô đất này không hề có điểm yếu, tức là bây giờ không có cống, không bị cống này, không bị trụ điện này, và cũng không bị thấp hậu luôn, mà rất vuông vắn đúng không ạ? Chỉ có một cái là cái giá 3.4 tỷ này là giá còn mất một chút cho cô chú anh chị nào mà thiện chí đang muốn tìm một lô đất để mà đầu tư hoặc là xây nhà để mà định cư nghỉ dưỡng thì rất là phù hợp. Ở đây rất là mát. Thì cái đoạn này là cái đoạn mà sẽ quy hoạch là phố đi bộ người, và phố đi bộ và chợ đêm ở đoạn này. Cái dự án Vega City là dự án mà mọi người có thể là search trên Google để tìm hiểu, dự án mà thu hút rất là nhiều những nhà đầu tư lớn mạnh đúng không ạ? Tại vì nó quá nhiều tiền đi. Rồi mình đi một đoạn nữa sẽ ra tới biển nha mọi người, tức là tới mặt biển. Tại vì cái đoạn này của Phạm Văn Đồng á, thì Phạm Văn Đồng cái đoạn mà nãy giờ mình đi qua lại không có biển, thành ra đây nó có biển. Mà cái đường mà Thịnh nói là quy hoạch phố đi bộ ngay chỗ hai tòa nhà cao tầng á, thì nó mới là mặt biển và cũng là giáp với lại là bến du thuyền luôn. Đây mọi người đó, tại vì đây là con đường mà Thịnh trên đường đi về nhà Thịnh, nên là Thịnh sẽ quay dài như thế này để mọi người ngắm Nha Trang một chút đúng không ạ, và mọi người xem kỹ. Với một tâm thế là đi xem giúp cho mọi người, tức là Thịnh đi xem như là đang đi xem giúp cho người nhà của Thịnh, như anh chị cô chú của Thịnh, cho nên là Thịnh muốn quay một cách nó cụ thể, chi tiết và chân thật nhất, cho nên là đôi khi nó sẽ rất là dài đó. Mà thật sự khi mà mình có nhu cầu mua nhà mua đất thật sự luôn á, thì chắc chắn là mình sẽ cần phải nắm càng chi tiết càng tốt đúng không ạ, càng cụ thể càng tốt đó. Nha Trang hôm nay trời mây mù cũng đã 4:30 5:00 rồi đó. Ok, mình đã tới đường Điện Biên Phủ. Mình sẽ rẽ vào đường này để Thịnh về, cho nên Thịnh xin phép đứng ở đây. Thì ở đây thì mình vẫn có thể là tắm biển chỗ này mọi người. Chỗ này mình có chỗ tắm biển còn tốt này. Chỗ này mình cũng có thể tắm biển được. Đó. Nha Trang thì quá là đẹp và quá được ưu ái về khí hậu, về tiềm năng du lịch đúng không ạ? Cũng như là con người ở đây rất là hiền hòa nha mọi người. Ok, nãy giờ Thịnh chạy một vòng cũng dài rồi đúng không ạ? Chắc là Thịnh xin phép dừng video đây ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều và chúc mọi người có ngày tốt lành và tìm được những bất động sản phù hợp nhu cầu. Hy vọng rằng là video này của Thịnh là có ích cho ai đó. Mọi người nắm được thông tin thị trường để tham khảo. Hoặc là nếu mà cảm thấy phù hợp thì liên hệ Thịnh qua số điện thoại là 0339 753 210. Còn nếu mà chưa phù hợp thì mọi người hãy giúp Thịnh là nhấn một like cho mọi người, giúp Thịnh nhấn một like để ủng hộ Thịnh, cũng như là chia sẻ video này vào trong hội nhóm bạn bè của anh chị để biết đâu là mình giúp được ai đó nha. Cuối cùng thì Thịnh xin phép dừng video đây ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.